chào các bạn, anh Phi đang làm cái hộp hàng để gửi đi Tháp Chàm Phan Rang. Thì có một cái đơn hàng giao quả tốc đi quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Thị Thập, cho chị Hằng nhé. Cho chị Hằng ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Thị Thập. Anh Phi biết con đường này bởi vì anh Phi nó đi mỗi ngày, anh Phi đi mỗi ngày. Mã hàng của nó sẽ là 777-9B. Đây là một cái hộp kệ bếp như thế này. Ở trong này thì không phải nguyên cái kệ đâu các bạn. Hộp bếp này là hộp bếp ráp nha. Anh Phi sẽ không có cận cảnh bằng cách là anh Phi sẽ ráp cái hộp này, nhưng mà anh Phi sẽ khui ra bên trong cho các bạn xem nha. Anh Phi cũng phải bỏ pin vào mấy cái hộp bếp, nhưng mà cái là mấy cái bếp này nè, mấy cái bếp này nè, nó sẽ có pin và anh Phi sẽ cho pin vào. Bởi vì anh Phi có một cái lời hứa là tất cả những cái sản phẩm nào dùng pin là anh Phi sẽ bao gồm hết pin trong đó. Đây các bạn, nó có rất là nhiều thứ ở trong này. Đây nè, đó, kéo ra một bịch luôn nè. Thấy không? Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên anh Huy thấy một cái hộp bếp mà họ cho vào bịch như thế này nha, bịch túi mút nè. Thấy không? Nè, nó có cái túi mút hộp hơi nè, rất là đã các bạn thấy không? Rồi, bây giờ thì anh Huy sẽ đi tìm cái hộp bếp để anh Huy cho pin vào. Đây, 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 đây. Đó. Chúng ta sẽ cho pin vào đây nha các bạn nhé. Rất là dễ dàng thôi, mở ra cho pin vào. Và ở đây á, là nó gộp cái hộp bếp này gọi là kệ bếp, nhưng mà nó là những cái linh kiện nha. Chúng ta phải ráp thành cái hình, một cái hình nó như thế đó, về nhà chúng ta sẽ ráp thành đó. Chỉ có những cái đoạn clip cận cảnh, quay cận cảnh sản phẩm rồi giới thiệu sản phẩm mang cái tính chất là full giới thiệu á, nó mới ráp thành hình rồi nó mới có cái cảnh là ráp. Nhưng mà bên này á, nếu mà khui ra ráp mà đã rồi trở lại á, rất là mất thời gian ha. Anh Phi sẽ không chọn theo cái hướng test đó, mà anh Phi sẽ test theo hướng này. Mở on lên nè, đó, nó lên âm thanh ánh sáng các bạn thấy không? À, hấp dẫn chưa? Này, bên này cũng vậy, đó, hấp dẫn chưa? Đây là tắt ha. Đó. Khi các bạn tắt là nó không có tắt liền đâu nha, một chút xíu nữa nó mới tắt nha các bạn nhé. Đó, các bạn thấy không? Thì nó sẽ có một cái khoảng thời gian nhất định để nó sáng và nó tắt. Còn bây giờ thì anh Phi sau khi test pin xong xuôi thì anh Phi, trong này có nhiều thứ lắm các bạn. Đây nè. Các bạn thấy không? Nè. Cái này là bàn bệ bếp chính nè. Rồi cái này là những cái đồ dụng cụ của nó nè. Nó có cái đồ bơm nữa nha các bạn. Đây nè, đồ bơm nè. Đây nè, bơm ha. Ở phía dưới này nó sẽ là nước. Các bạn bơm thì nước nó chảy xuống đây, xong rồi nó theo cái dòng tuần hoàn này nó bơm ngược trở lên. Đó, đồ chơi mà, nó không phải như đồ thiệt đâu. Có những cái thì ở phía dưới này nó có cái bình nó dặn vô, bơm lên nước ra đây rồi xong nó chảy xuống cái bình. Nhưng mà ở đây thì nó sẽ trực tiếp luôn, nó đi vòng tròn vậy ha. Khi các bạn bấm bum bum nè, cái hình có dấu bàn tay nè, thấy không? Bùm 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 đây thì nước sẽ chảy rồi nó xuống đây ha, thì nước nó sẽ nằm khu vực này. Khi chơi thì các bạn phải cẩn thận coi chừng nước có đổ ra trên nền gạch, chẳng hạn như trên nền đất, trên nền xi măng thì nó không có trơn, nhưng mà trên nền gạch bóng kiến, trên nền gạch bông thì nó sẽ trơn. Các bạn phải cẩn thận để té nha. Và ở đây nó có rất là nhiều thứ, và các bạn về thì chơi đã đời luôn, đã đời ở mặt trời luôn ha. Rồi bây giờ thì anh Huy sẽ cho nó ngược trở lại vô trong. Test xong rồi đó, chị Thư vừa mới xem qua để chuẩn bị đặt cái gói Ahamu giao nhanh cho khu vực quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, với một cái lời nhắn rất là dễ thương, đó chính là tháo giá gói quà nhé. Và anh Phi gói quà thì nói gì nói chứ anh Phi gói quà cũng giỏi lắm ha. Cho nên là anh Phi sẽ bật hết vô nè, đó ha. Và anh Phi sẽ gói quà nhé. Bếp này không biết là con trai hay con gái ta, con trai hay con gái nữa thôi. Trai gái, chị Thư yêu cầu là gói trai gái chị cũng được nhé. Anh Phi đi lấy cái khăn cái, anh Phi lau cái tay cái cho nó sạch để gói quà nó không có bị bụi nhé. Bụi khó chịu lắm các bạn. Rồi bây giờ thì anh Phi bỏ nó vô xong rồi nè, anh Phi sẽ cố định băng keo nha. Anh Phi cố định băng keo cho cái hộp nó đẹp cho đến xong cái gói quà. Chứ để gói quà mà ở trong nó lụng thụng thì không hay lắm đâu nha. Rồi đây xong. Thấy không? Băng keo anh Phi cố định lại cho cái hộp nó đẹp các bạn. Đây. Xong rồi sau đó là sẽ tháo giá. Rồi yêu cầu làm từng yêu cầu một, tháo thêm giá. Xong rồi gói quà. Nhưng mà khi gói thì chỗ này nó cũng sẽ lụng thụng bên chỗ này nè. Anh Phi cũng sẽ xử lý chỗ này một chút xíu nha. Này là cái nút gà vô thôi. Này, ở chỗ này cho miếng nữa nè. Chỗ này cho miếng nữa nè. Rồi. Dùng cái chổi lông gà quét sơ cái bụi cái nè. Lúc nào cũng vậy hết nha các bạn. Ở cửa hàng Abo, mặc dù là anh Phi cũng
có yêu cầu nhân viên họ phải hoạt động hết công suất trong cái vấn đề về bụi bặm của cửa hàng, nhưng mà cũng không có hạn chế hết được đâu các bạn. Cho nên đó là có màu đỏ hay không các bạn? Đây có chú con nữa, bạn luôn các bạn. Năm người khoái cái tờ giấy này lắm các bạn. Đây à, có hai cái chú vua con ở bản luôn à, bề ngang đủ á, nhưng mà phải nói chuẩn khéo rồi đủ thêm ba à, cái bề ngang thì vừa đủ luôn các bạn. Đây đây vừa đủ. Thực sự cái clip này test về sản phẩm thì các bạn không có gì để coi đâu, chủ yếu anh mở clip test, anh mở clip này để các bạn có thể biết được rằng là à, đối với những cái đơn hàng hỏa tốc giao hàng hỏa tốc thì anh Vy với chị Thư sẽ làm gì thôi. Chị Thư thì hồi nãy giờ chat với khách để lấy thông tin nhé. Khách này thì liên lạc với anh Vy qua bên Zalo à, khách yêu cầu là đồ chơi trang điểm và đồ chơi bếp thì anh Vy có gửi cho khách hai cái đường link à, khi gửi hai cái đường link đó thì hôm trước chị Thư có lưu ý anh Phi á, là cái đường link này có thể là khách sẽ không xem, bởi vì khách sợ cái đường link gọi là đường link ảo, mà hiện nay có một số người hay đi gạt người khác hay gửi link rồi bấm vào á các bạn, cho nên là anh Phi phải chờ nó hiện cái ảnh avatar lên. Khi các bạn thả một cái link, thì nó sẽ hiện cái ảnh avatar lên, buộc cái link đó lên, xong rồi anh Phi mới dám gửi cho khách, để khách biết á là à, Abo đang gửi cái link là link đồ chơi chứ không phải link tầm bậy nha. Cho nên các bạn khi bấm vào bất kỳ một cái link nào đó các bạn sẽ phải cẩn thận nha các bạn nhé, để mà tránh tình trạng là bấm vô một cái link mà bậy nào đó rồi nó ảnh hưởng tới máy tính hay nó cài virus vô trong máy của các bạn là không hay lắm đâu nha. Đó, thấy không, nó không có đủ, thấy không, phải hai miếng như thế này đó, anh Phi có thể gắn thêm một miếng nữa nè. Đó, gói quà những cái này, cái miếng giấy này nó lớn dễ đó các bạn, chứ các bạn gói bằng giấy luôn á, các bạn gói bằng giấy luôn á là mệt mỏi luôn á, mệt mỏi ông mặt trời luôn á. À, gói bằng giấy này thì nó đỡ hơn nha, mình sẽ căng đầu đuôi để đảm bảo là nó bằng đầu bằng đuôi hai tờ giấy, xong sau đó anh Phi sẽ đây cho một miếng băng kia. Ở Abo thì gói quà không có đẹp ơi là đẹp đâu các bạn. Ở Abo có quà thì chặt và đảm bảo là gọn ha, đẹp cơ bản thôi, chứ không có đẹp cái kiểu mà đẹp lung linh lộng lẫy thôi các bạn nhé. Lung linh lộng lẫy thì các bạn phải chạy ra ngoài mấy cái nhà sách đó các bạn, khi mà nó có giấy của Hàn Quốc, có giấy của Nhật Bản á mới lung linh lộng lẫy. Còn ở Abo Anfi thì cơ bản vậy nè đó. Thì luôn yêu cầu anh Vy là 1/3 chỗ này nè, nhưng mà nhiều khi em đi làm nó không có đạt yêu cầu à, thấy không, tay chân nó hơi không có được rồi đó các bạn, tới đây là xong rồi ha, tới đây là xong rồi nè. Anh Phi sẽ gói thành một cái phần quà mà với cái giấy màu đỏ mà chú voi con ở bản đôn này á, thì anh Phi nghĩ chắc nó sẽ lung linh thôi mà ha. Đó nè, nó thành như vậy nè các bạn ha, ha. Sau khi xong thì anh Phi sẽ cho thêm cái nơ nữa nha. Rồi tới đây thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé.